Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh video của máy nông nghiệp Cường Linh. Thì hôm nay chúng tôi đang tiến hành bàn giao máy tuốt lúa chạy điện, đây, máy tuốt lúa liên hoàn mini Thịnh Thành CL68 lắp motor điện cho bác khách ở Bắc Giang. Đấy. Thì bác không có nhu cầu mang ra đồng ra bãi mà chỉ mang để ở nhà thôi, thì sẽ mua thêm mua máy lắp motor điện. Thì ngoài máy motor điện này thì nếu bà con có sẵn motor thì chúng ta có thể là mua riêng khung máy với giá là 5.200.000. Đấy, còn máy lắp motor điện thì sẽ có giá là 7.300.000. Đây, máy lắp động cơ xăng là 6.200.000 và máy lắp động cơ dầu là 7.500.000, là bao gồm tiền cước vận chuyển về tận nhà cho bà con. Đây, máy mini liên hoàn này. Xong lại tuốt cho bà con 264 nữa. Tuốt cho bà con 264 nữa. Máy một bộ 7.300 về tận nhà. Rồi nha. Lắp. Vâng, máy sử dụng xăng rung quạt gió. Quay sử dụng xăng rung quạt gió. Xăng rung tần số 3 cấp kết hợp với quạt gió. Máy liên hoàn. Máy bằng nhựa dễ vặn xuống. Chú mang ra đồng các thứ dễ. Motor này. Motor máy sử dụng 3 ký chạy điện 1 pha 220V. Motor 3 ký dây đồng toàn phát. Motor dây đồng. Tiền tuyến cháu giao con bên Thái Nguyên chạy qua đây luôn. Thế còn nghe thì có phải giọng này đâu. Thế là mỗi thằng làm cái YouTube. Đó, chú quay như nào, chú quay đi. Bỏ cái này ra. Cho cái dơm đi ra kia. Bên trong là dưới này. Vâng. Như này luôn này. Đấy. Ngày xưa lúc tôi chuyển chỉnh cái này tao bê mình tao bê phát được. Còn gọi được cái này. Đấy mà hai người bê hai đầu. Đây là lỗ giỏ dầu à? Đây. Lỗ nào ạ? Vâng, đấy cái lỗ bơm mỡ. Bơm mỡ. Đây là bơm mỡ cho vòng bi vào. Đây là bơm được vào vòng bi đấy ạ. Bơm được chứ không phải là lỗ để chơi hả? Không. Đấy, chú đẩy xe rùa lại đi. Ở cái quạt nó còn. Đây nha bà con. Đây là tiến hành cắm điện lên. Rồi chú bỏ vào đi.
rơm rơm nó khỏe, nó quạt khỏe,